Nhi được cái đó, Nhi được cái là Nhi chơi với rất nhiều người đẹp. Dạ. Nhưng mà Nhi không hề đẹp. Đàn ông xa lánh nè. Tôi không biết. Cứ nhìn em vậy coi. Xin chào mọi người. Nhi hay đi quay chung những cái game show chung với lại chị Việt Hương, rồi anh Đức, rồi chị Sĩ Thanh và rất là nhiều anh chị khác. Thì mình lâu lâu mình gặp lại mình cũng thấy là đúng là da mặt của chị Việt Hương tăng, anh da mặt của anh Đức á cũng bớt rỗ nữa. Ngày xưa anh Đức nhiều rỗ lắm. Hy vọng anh Đức không coi cái clip này. Nhưng mà xong rồi mới hỏi là sao mà mình có thể mà nó có cái mặt nó cay kéo lên như vậy nè, nó săn lên như vậy. Thì cũng thắc mắc thì mọi người có nói với lại Nhi là tại vì là bên chỗ chị Vivi Thanh Mai là có thẩm mỹ viện hay có soi da luôn. Soi da thì mình mới biết được là da Nhi là bị lỗ chân lông, là đang bị đáng báo động. Đáng báo động. Bây giờ thì mình cùng so sánh cái hình ảnh của mình trước và sau khi làm nè. Dạ Nhi thấy không? Thấy cái sự khác biệt không? Mọi người để ý về cái, nhất là cái rãnh này Nhi ha. Dạ, cái rãnh hai bên gương mặt của mình, cái độ nó thon gọn hơn. À, dạ, đúng rồi. Dạ. Cái rãnh này nè. Dạ, cái mắt nữa chị, cái mắt ở trong này nó bọng hơn. Cái mắt của mình, mắt bên mình bây giờ thì nó đỡ hơn rất nhiều. A few moments later. Nhi đáng yêu lắm, nói chung đáng yêu lắm. Chị còn biết lại giấc mê lắm được rồi. Em thấy mọi người nói sao Nhi cũng đẹp mà. Em đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BBBeauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân chính khách.